allopurinol hoặc dẫn chất, thuốc chống bệnh thống phong, gút, thuốc ức chế tổng hợp axit uric. Các thuốc trong nhóm, allopurinol viên nén 100mg, 300mg. Apoalopurino viên nén 100mg, 200mg, 300mg. Tramadol viên nén 300 mg. Milurit viên nén 100 mg. 300 mg. Ziloric viên nén 100 mg. Chú ý khi chỉ định thuốc cân nhắc nguy cơ mức độ 3, thời kỳ cho con bú. Allopurinol tham gia quá trình chuyển hóa ức chế tổng hợp purin và gây những bất thường trong chuyển hóa các pyrimidin nên tránh dùng suốt trong thời kỳ cho con bú. Thời kỳ mang thai, Allopurinol tham gia quá trình chuyển hóa ức chế tổng hợp purin và gây những bất thường trong chuyển hóa pyrimidin, nên tránh dùng trong thời kỳ mang thai. Thận trọng khi dùng, mức độ 2, suy gan hoặc thận, 3% số trường hợp dùng thuốc, có tai biến ngoài da như ngứa, ban đỏ và hiếm hơn là mày đay hay phản ứng ngoài da có chóc mảnh. Các tai biến này thường gặp ở người bệnh suy si gan. Tương tác thuốc, phối hợp nguy hiểm, mức độ 4. Aloburio hoặc dẫn chất tương tác với axit ascorbic. Phân tích, dùng đều đặn axit ascorbic liều cao do làm axit hóa nước tiểu. Có thể làm kết tủa urat ở thận. Xử lý với người bệnh thống phong cút, cần tránh làm axit hóa nước tiểu và khuyên nên tăng lượng nước tiểu bài tiết bằng đồ uống có tính kiềm. Tạo điều kiện cho sự hòa tan các tinh thể urat, người bệnh hay tự dùng vitamin C nên phải cảnh báo người bệnh thống phong. Điều trị bằng allopurinol về nguy cơ này. Nó chỉ xuất hiện với những liều vitamin C thường ngày vượt quá 2 giờ có sự thay đổi đáng kể pH của nước tiểu. Cân nhắc nguy cơ mức độ 3 alloburio hoặc dẫn chất tương tác với penicillin. Phân tích nguy cơ cao có phản ứng ngoài da, đặc biệt với những penicillin nhóm A ampicillin. Nguy cơ này đặc biệt quan trọng đối với người bệnh gút. Tuy vậy chưa xác định được nguyên nhân của hiện tượng này là do alloburino hay là do nồng độ axit uric cao trong máu. Xử lý nên tránh phối hợp thuốc này nên tìm một kháng sinh loại khác có hoạt phổ tương tự đối với chủng khuẩn gây nhiễm. Alobilrio hoặc dẫn chất tương tác với vidarabin, phân tích nguy cơ rối loạn thần kinh, kiểu run hay rối loạn trong hình thành ý nghĩ, nguy cơ độc với thần kinh và các tác dụng có hại khác như thiếu máu, buồn nôn, đau, ngứa, xử lý nếu phối hợp thuốc tuyệt đối cần thiết, phải theo dõi lâm sàng. Tương tác cẩn thận trọng mức độ 2. Aloburio hoặc dẫn chất tương tác với Asparic ZA. phân tích Asparic ZA làm tăng nồng độ axit uric trong máu. Xử lý. Sự phối hợp thuốc chỉ được thực hiện tại bệnh viện. Kiểm tra liều lượng thuốc chống gút. Để tránh bệnh sỏi urat. Người ta ưa dùng allopurinol hơn là các thuốc gây axit uric niệu. Chúng có thể gây bệnh thận do urat. Allopurinol hoặc dẫn chất tương tác với azathioprine hoặc mercaptopurine, phân tích allopurinol ức chế chuyển hóa oxy hóa của azathioprine và mercaptopurine do tác dụng ức chế xanthine oxidase là enzyme giáng hóa các purin thành axit uric gây nguy cơ tích lũy các chất kháng chuyển hóa gồm những bay puric, xử lý nếu cần phối hợp thuốc, người kê đơn phải giảm liều chất kháng chuyển hóa xuống 25 đến 30%. Allopurinol hoặc dẫn chất tương tác với cyclophosphamide hoặc thuốc tương tự. Phân tích sử dụng đồng thời Alopurinol với Cyclophosphamide có thể làm tăng tác dụng ức chế tủy xương. Xử lý: Nếu cần phối hợp thuốc, cần nhấn mạnh phải theo dõi huyết đồ một cách chặt chẽ. Alaburio hoặc dẫn chất tương tác với dactonomycin. Phân tích nguy cơ làm tăng nồng độ axit uric trong huyết tương. Xử lý: có thể phải hiệu chỉnh liều thuốc chống gút để khắc phục sự tăng axit uric trong máu. allopurinol hoặc dẫn chất tương tác với doxorubicin hoặc dẫn chất melphalan, phân tích dùng đồng thời một thuốc kìm tế bào với một thuốc chống gút làm tăng nồng độ axit uric. Ngoài ra, tăng nguy cơ giảm bạch cầu và giảm tiểu cầu do hiệp đồng những tác dụng có hại của các thuốc xử lý, nên tránh phối hợp các thuốc này, nếu không. Có thể thất bại trong liệu pháp chữa thống phong. Aloburio hoặc dẫn chất tương tác với pentastatin. Phân tích pentastatin có thể làm tăng nồng độ axit uric. Có thể phải hiệu chỉnh liều allopurinol để khống chế tăng axit uric trong máu. Xử lý, nên dùng allopurinol, chất ức chế tổng hợp axit uric thay cho những chất gây urat niệu để tránh nguy cơ bệnh thận vì urat. Allopurinol hoặc dẫn chất tương tác với sulfamid hạ gluco máu. Glibenclamid 5mg. Glipizid 5mg. tám 80mg phân allopurinol có thể ức chế bài tiết clopropamide qua ống thận, do đó có thể gây nguy cơ hạ gluco máu nặng, vì làm tăng đáng kể nửa đời của clopropamide. Xử lý, cần đặc biệt cảnh giác với người suy thận dùng hai thuốc này. Theo dõi chặt chẽ gluco máu khi bắt đầu, trong thời gian và khi ngừng điều trị với allopurinol. Tương tác này mới chỉ được mô tả với clopropamide. Còn với các sulfamid hạ gluco máu khác thì chưa được nói tới. Tốt hơn hết là ghi đơn dùng một thuốc khác chống tiểu đường. Allopurinol hoặc dẫn chất tương tác với thiophilin hoặc dẫn chất phân tích. Dùng allopurinol liều cao ít nhất 600mg một ngày cùng với thiophilin sẽ kéo theo giảm độ thanh lọc thiophilin ở thận và làm tăng nồng độ chất này trong huyết thanh. Xử lý, phải theo dõi chặt chẽ nồng độ thiophilin trong huyết thanh, và điều chỉnh liều lượng theo kết quả theo dõi. Các dấu hiệu ngộ độc thiophilin gồm buồn nôn, nôn, đau vùng thượng vị, nhức đầu, kích thích, mất ngủ, nhịp tim nhanh, hiện tượng co giật nói chung được coi là dấu hiệu chắc chắn do nhiễm độc. Và có thể là dấu hiệu đầu tiên, đặc biệt ở trẻ em cần nhớ là thiophilin có danh giới điều trị thấp. Alloburio hoặc dẫn chất tương tác với thuốc axit hóa nước tiểu. Ammonium chloride. Axit ascorbic vitamin C. Axit ascorbic vitamin C. Phân tích dùng thường xuyên các thuốc axit hóa nước tiểu với liều cao có thể gây kết tủa các tinh thể urat ở thận. Xử lý với người bệnh thống phong cút, cần tránh axit hóa nước tiểu. Người bệnh hay tự dùng vitamin C nên phải cảnh báo người bệnh gút điều trị bằng allopurinol về nguy cơ kết tủa urat ở thận. Nguy cơ này chỉ xuất hiện khi dùng vitamin C hàng ngày với liều trên 2 gram làm tăng pH nước tiểu đáng kể nên dùng đồ uống tính kiềm để tăng lượng nước tiểu bài tiết và tạo điều kiện hòa tan các tinh thể urat. Aloburio hoặc dẫn chất tương tác với thuốc lợi tiểu thải kali, furosemide hoặc thuốc tương tự. Phân tích, các chất này làm tăng nồng độ axit uric trong máu và làm giảm tác dụng của liệu pháp chống bệnh thống phong cốt. Xử lý Tốt nhất nên tránh sự kết hợp các thuốc này vì có thể làm cho liệu pháp chữa thống phong thất bại. Allopurinol hoặc dẫn chất tương tác với thuốc uống chống đông máu kháng vitamin K, phân tích. Tăng nửa đời của thuốc chống đông máu. Do ức chế chuyển hóa thuốc ở gan tương tác dược động học về chuyển hóa ở gan. Xử lý, nếu cần phối hợp thuốc. Phải theo dõi đều đặn hơn thời gian quýt và tỷ lệ chuẩn quốc tế INA ở người bệnh khi bắt đầu. Trong quá trình và khi kết thúc điều trị bằng Allopurinol sau khi đã hiệu chỉnh liều lượng, khuyên người bệnh dùng thuốc đều đạn, vào giờ nhất định, không ngừng điều trị đột ngột hoặc thay đổi cách điều trị mà không có ý kiến của bác sĩ. Aloburio hoặc dẫn chất tương tác với thuốc uống kháng axit hoặc than hoạt tính. Aluminium phosphate. Formotidine 40 mg. Pantopra dầu 40mg Ompra dầu 20mg Ranitidine 300mg Acticabai Cabemango Cabermai Phân tích làm giảm hấp thu allopurinol theo đường tiêu hóa, nên làm giảm tác dụng của thuốc này. Xử lý, cần để một khoảng thời gian từ 1 đến 2 giờ giữa lúc uống thuốc kháng axit và allopurinol. Nên nhắc lại là thông thường thuốc kháng axit được dùng 1 giờ 30 phút sau bữa ăn. Khi mà ăn là nguyên nhân của sự tăng tiết dịch ở dạ dày. Tương tác này với allopurinol còn cần được khẳng định. Tài liệu nhằm tạo điều kiện sử dụng thuốc an toàn. Các bạn nhớ thích, chia sẻ, đăng ký kênh khi thấy video có ích nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều. Biên tập Dương Thanh thơ.